Hello mọi người, Ka đây, chào mừng mọi người đã quay trở lại với video của Kaki Cục. Hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với tựa game Memesi. Không, không phải cái này tôi nói đâu, con mèo nói mọi người. Như mọi người đã thấy thì trước mắt mọi người đã là một phiên bản hoàn thiện của nhân vật của tôi trong Memesi. Tôi đã đạt max cấp nè, chiêu các kiểu cũng đã max hết rồi. Đó, tôi đã cũng đã lấy được 3 cái Haki. Thứ nhất là Haki... đây, Haki vũ trang, tộc thiên thần. Và tôi cũng đã có Haki quan sát. Cái quan sát tôi chưa có luyện cấp lên, tại vì nó khá là khó. Tôi đang ở bên đảo Mr. Beat. Và tôi cũng đã có cái kiếm này rồi. Đây là cái kiếm gì đó thì tôi không biết. Cái kiếm này tôi đặt trên tên cho nó là cái kiếm phóng lợn. Nếu như mà tôi tắt Haki đi, các mọi người nhìn nè, thấy không? Nhìn cái mũi của nó giống cái phóng lợn không? Y chang cái phóng lợn luôn mọi người ạ. Nên tôi với Ban gọi nó là cái phóng lợn. Mà để mà tôi đạt được cái gì thì cũng phải cảm ơn Ban. Tại tối hôm qua Ban nó đã dắt tôi đi. Và đây là cái quá trình mà tôi đã được Ban dắt đi để max cấp cũng như là có nhiều đồ gì. Đây là lúc mà tôi bắt đầu mua cái tộc thiên thần với 250 game. Đó, nhưng mà tôi mua chưa được ra tộc thiên thần, ra tộc cá trước. Tôi vác cái tộc cá đi test. Nhìn tộc cá nó cũng dễ thương, tôi chưa biết lên V2 thì cái vây ở sau nó có bự hơn hay không. Nhưng bây giờ để V1 gì nó khá dễ thương. Đặc biệt là nó bơi được, khá là phù hợp với mình. Tộc nào mạnh nhất? Hình như tộc cá. Nhưng mà em thì em thấy tộc chim nó mạnh nhất. Tộc chim nó có cái, nhưng cái khi mà bật tộc lên á thì nó sẽ hồi máu nhanh. Ví dụ đối thủ mà đánh mình còn một máu, nhưng mình bật cái tộc chim lên nó hồi máu đầy cái lại. Sau khi nghe Ban tư vấn á, thì tôi cảm thấy là cái tộc cá nó cũng khá là phù hợp á, nhưng mà cái tộc chim á nó phù hợp nhất, cho nên tôi chọn cái tộc chim. Tại tộc chim nó có cái hồi máu nhanh mà tôi thì cần cái đó, rất là cần cái đó luôn. Gì mất chất. Băng tộc gấu quá Ban ơi. Giờ thì Ban nó bắt đầu nó dắt tôi đi up cái tộc thiên thần của tôi lên V2 để cho có cái hồi máu nè mọi người. A few moments later. Ăn này vô lên V2 đúng không? Mở túi ra lấy cục đó ra, lấy cục đó ra ăn. Menu inventory. Ban đọc tiếng Anh đỉnh thiệt mọi người ạ. Item. Sau khi bị quýnh còn một xíu máu thì mình chỉ việc bật cái tộc lên. Đó, máu sẽ tăng lên nhanh ghê cho mọi người. Trời ơi, nhanh như cách nghĩa cũ mọi người chở mặt vậy đó. Anh thấy cái thanh ở dưới ông Ray Ali đó, thì nó là cái thời gian hồi của nó. Còn đây là cái Haki quan sát. Bây giờ tôi với Ba bắt đầu đi lấy cái Haki quan sát cho tôi. Haki quan sát thì về cái đảo đầu tiên á, gặp một thân khứa bí ngô đội nón này nè, rồi đưa cho nó 2,5 triệu. Xong, vậy là có Haki quan sát rồi đó mọi người ạ. Đơn giản không? Xong rồi hả? Đúng rồi. Được, tiếp theo thì lấy cái dịch chuyển tức thời, cái chữ R á. Đây, gặp khứa này, gặp cái thằng có cái đầu không này, gọi đưa nó 100,000. Xong, có dịch chuyển tức thời, gọi là Flash Step. À, tiếp đến đó là đi lấy cái Haki vũ trang. Tôi phải lên trên cái đảo trên này. Haki vũ trang là cái khó lấy nhất mà cũng như là tốn tiền nhất. Gặp khứa mèo này. Đó, mọi người thấy chưa, tôi đã có Haki vũ trang, tay tôi đã có màu tím rồi. Đấy, như bình thường ở trong phim á là sẽ là màu đen rồi đó. Đây, Haki vũ trang trong này nó hơi xấu hơn so với ở trong Blackfoot. Xe bích châm. Đây là cái quá trình mà tôi random cái Haki vũ trang có màu. Xe bích châm. Còn đây là cái tiếp để mà luyện Haki vũ trang lên cấp 4. Đây, tôi đang đứng trong góc chỗ mang quái quýnh để mà tôi lên Haki vũ trang cấp 4. Rồi qua đây để mà quýnh cái con Among Us này để lấy cái cây kiếm. Cây kiếm mà như hồi nãy tôi khoe với mọi người đó. Đây, cây kiếm mà ba nó có đây, cây kiếm này khá là đẹp. Chiêu đẹp nè, quýnh cũng mạnh nữa. Tôi nghĩ đây là cái kiếm chắc cũng phải đứng thứ 2, thứ 3 gì đó trong cái Memesi này rồi. Cho nên nó cũng khá là khó lấy. Tỷ lệ phần trăm của nó hình như là 0.05 hay sao á. Khó lắm mọi người ạ. Rồi, anh ra rồi. Kiếm này chỉ đâm được thôi nha, chứ không chặt được nha. À nha. Kiếm nó không chém được, chỉ đâm được thôi. Đó, vừa rồi là cái quá trình mà tôi lên được max cấp trong Memesi này. Theo tôi nhận xét thì chỉ cần mọi người bỏ ra khoảng vài tiếng trong một ngày thôi, khoảng chừng 2 ngày thôi là mọi người đã max được hết tất cả mọi thứ rồi. Còn lại muốn VIP hơn nữa thì ra phải cần cày thêm các kiểu, còn phụ thuộc vào cái độ hên xui của mọi người nữa. À, như tôi ở đây bây giờ gì tôi cũng khá là mạnh nè, tôi gì cũng đủ để mà đi săn bounty rồi. Tôi lên dễ dàng gì thì chắc chắn những người chơi khác cũng lên rất là dễ dàng. Nhưng vấn đề chính cho clip ngày hôm nay là tôi muốn chỉ cho mọi người một cái tip, tôi không biết mọi người đã biết chưa, nhưng mà đây sẽ là một cái cách phối giữa trác quỷ, vũ khí cũng như là cách nâng điểm ở trong Memesi cho nó hợp lý, để mà mình có thể vừa trâu bò mà vừa mạnh. Mà tôi với Ban tối qua vừa mới phát hiện ra, vừa mới nghiên cứu ra, đó là mọi người kết hợp giữa trái kim cương rồi cái kiếm. Mọi người có thể lấy cái kiếm Yoru hay là bất cứ cái kiếm nào cũng được. Tôi hiện tại tôi đang có cái kiếm này, tôi không biết kiếm này kiếm gì, tôi gọi nó là kiếm phóng lợn. Rồi một cái vỏ trái banh nè, vỏ banh mọi người lấy ở đảo này nè, là mọi người đã có thể có một cái combo để mà mình đi BK thoải mái. Cộng điểm thì mọi người không cần cộng với trái quỷ, tại vì tôi với Ban đã test rồi. Cái trái quỷ này á,
khi mà mọi người đã biến thành kim cương rồi á thì giáp của nó lúc nào nó cũng trâu, nó auto trâu cho dù mọi người có tăng điểm nó mát hay là tăng không tăng đi nữa. Này tăng 4 tại vì còn tôi còn dư 3 điểm tôi không biết làm gì á, tôi tăng vô thôi. Chứ chát quỷ tôi tăng 1 nó cũng vậy. Không tăng nó cũng vẫn không có ảnh hưởng gì tới cái giáp của chát kim cương. Chát kim cương nó vốn là đã trâu bò rồi mọi người ạ. Đó, rồi cộng thêm là mình có tộc thiên thần. Tôi đang tộc thiên thần nữa. Thì tộc thiên thần á khi mà mình quýnh á, mình gần hết máu á, mình bật cái chữ T lên, bật tộc lên thì nó sẽ hồi máu cực kỳ nhanh. Mà đã vậy là mình còn trâu bò nữa. Đó. Đấy thì thôi chứ còn gì để nói nữa. Còn tôi với thằng Ban chỉ khác nhau một cái combo á, là thằng Ban nó thì nó sử dụng cái đầu này để mà tăng thêm 2500 máu với lại tăng giáp 25%. Còn tôi thì tôi không có thiên về trâu bò, tôi muốn mạnh lên một xí cho nên tôi xài cái Amon Earth này. Máu chỉ tăng có 10.000 thôi, nhưng mà melee dam á tăng tới 10%. Cũng như là cái melee là cái vỏ, mình xài vỏ mà, với lại cái vũ khí cũng tăng 10% luôn. Thì mình sẽ có thể vừa sử dụng vũ khí, vừa có thể sử dụng melee. Mà mình không sử dụng chát quỷ, chát quỷ chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, đó là ăn chát kim cương vô để mà trâu bò gì thôi. Tôi không biết nếu mà áp dụng chế phật giống như Block Food qua đây thì nó rằng sao, nhưng mà tôi thấy chế kim cương bên này khá là trâu bò. Chế phật thì tôi chưa test, để bữa sau tôi sẽ test thử chế phật coi nó rằng sao không. Nó có giúp mình tăng cái tầm đánh giống như là trong Block Food hay không. Đó, thì bây giờ mình sẽ cực kỳ trâu bò mà mình lại vừa dùng kiếm được. Quái nó quýnh mình như gãy ngứa luôn mọi người ạ. Đấy. Không, nói chung là cũng cái này cũng ông chích đó chứ không phải là kiến cắn đâu. Cũng đau á nhưng mà nó không có bao nhiêu. Mình vẫn có thể thoải mái đi săn bao ti, vẫn cực kỳ trâu bò, tụi nó quýnh mình cũng khó. Nhưng ba nó test á thì một combo của trái bột không thể nào mà giết chết mình được. Một combo của trái bột vô bây giờ gặp mình thì nếu mà nó bắt mình hết một combo mình vẫn chưa chết được mọi người. Nên vẫn thoải mái cho mọi người đi BK, không có sợ giết gì hết á. Trời, kiếm chém mạnh phết. À tôi quên bật Haki mọi người ạ. Đó, bật Haki lên nữa thì mình mạnh ác nữa. Một chém bao nhiêu đam? Để coi tôi thử test để cho mọi người coi nè. Một chém của tôi á là gần 10k đam. Một chém là 10k đam. Ôi. Không đùa được đâu. Nè chiêu Z của kiếm nè. Đó 18k đam, gần 19k. Chiêu X nè. Cũng 19k đam mà nó quýnh mình thì có mấy bao nhiêu? Có 1k mốt à. Quái 1200. Đây. Con quái này nó quýnh mình có 1k mốt đam à. Quá mạnh luôn mà như gì thôi chứ bá mất tiêu rồi. Tôi không biết mọi người còn những cái cách phối nào cho nó bá đạo hơn nữa thì mọi người để lại dưới phần bình luận bên dưới nha. Thử coi còn cái cách phối chát quỷ với lại vũ khí với lại điểm nào mà nó hấp dẫn hơn nữa không để tôi test thử. Ok bye bye mọi người. Em chào Mr. Bích. Vãi cứt ghê. YouTuber mạnh nhất thế giới đây, YouTuber giàu nhất thế giới đây hả? Mr. Bích. Nghe tôi quýnh nhau với Mr. Bích nha mọi người. Đồ Mr. Bích có chiêu hài vậy. Đồ quýnh Mr. Bích được 15 game. Má giàu vậy mà keo vậy. Quýnh còn kia được 200, quýnh Mr. Bích 15.